có còn là con nữa không ba? Nghe ba kể câu chuyện cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người vừa tinh bông. Trời ơi, cái người mà tôi nhận tâm rẻ khinh xua đuổi lại là mẹ của tôi, ngổn ngang bao nỗi xót đau vô hạn. Bơi con đã được dưỡng nuôi trong giàu sàng nhung gấm, mà còn không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ con đã cưu mang rồi sanh con ra trong cảnh cơ bần. Bao nhiêu tuổi nhục đắng cay quằn nặng đôi vai của người mẹ hiền lành. Cuộc đời của mẹ con là trôi ngày dài đen tối, được tiếp cận bằng môi sâu thương, thiếu và tình đôi ngả dân dương. Mẹ của con đã hy sinh cho trước sau còn vẹn, mà nỗi khổ kia con nào đâu có rõ. Rồi kết án sẽ khinh tê ba cái nặng lời. Thôi được, cảm ơn một cành hoa trăng tiên của một người anh trai rất nhiều. Ba, bơi xin ba hãy tha lỗi cho con, đứa con ngu dài đạp dội vàng nông cạn trong cách nghĩ suy, đã làm cho mẹ thêm buồn thêm tuổi. Má, má ơi, má vẫn là má của con với lòng đã dưỡng nuôi con bằng tình người mẹ, săn sóc chắc nhiều bước con đi. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ, công sanh có dưỡng sanh dưỡng đau đồng. Bởi những điều trách ăn nay đã được cảm thông, vậy con xin ba hài an tâm mà định dưỡng tinh thần. Rồi con xin phép cho con đi tìm mẹ để chúng con nghe lo toàn bà phụng dưỡng sớm hôm. Dạ, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn những tràng vỗ tay thân thương cũng như những cành hoa, cành lộc tất cả quý vị gửi tặng cho nghệ sĩ của chúng tôi rất là nhiều.